toàn thể đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện. Anh Đạp Nông vui lòng ở phía trên. Chúng ta nên làm gì? Các đơn vị chuẩn bị hành động. Các đơn vị chuẩn bị hành động. Cá sấu chuẩn bị cắn người. Chuẩn bị cắn người. Nếu có nguy hiểm, hãy sơ tán đám đông ngay lập tức. Giải tán đám đông. Được rồi. Gần đây anh cả của bạn có khỏe không? Dĩ nhiên là không. Anh Đạp Nông khỏe mạnh và cường tráng, long thần hổ mãng, thật tràn đầy năng lượng. Anh Vĩ đặc biệt hiếu kính với ngài. A Vĩ thực sự rất giỏi đấy. Cảnh sát. Băng đảng kia. Mọi người trong xe buýt nghe đây. Bạn đang bị bao vây bởi cảnh sát. Hãy hạ vũ khí xuống ngay lập tức và đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Lo lắng sao, sao, sao. Tôi có một con tin trong tay, đừng bắn. Đừng bắn, dừng lại. Các ngươi không được bắn, nếu không tôi sẽ giết cô ấy chỉ bằng một phát súng. Rút lui. Bình tĩnh. Đừng lộn xộn. Ông chủ ở đây là ai? Đừng di chuyển. Bạn đã bị bắt. Ra ngoài làm việc phải mang theo nhiều súng.
Đừng di chuyển. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Tôi không biết gì cả. Tôi không biết bất cứ điều gì. Đừng bắt tôi. Có mùi thơm. Hôm nay là sinh nhật của vui mẹ. Quá đi. Cảm ơn. Mẹ uống xong sâm panh, con sẽ lên sân khấu hát tặng mẹ một bài nhé. Đừng làm mọi người cười chết khi bạn hát. Gì? Anh Vạn hát cho gì nghe là đang hiếu thuận với gì đấy. Đến đây, đến đây. Bánh sinh nhật sắp đến rồi. Mẹ ơi, thổi nến đi. Được. Cảm ơn. Gọi đến đúng lúc lắm. Đợi tí. Santos. Ngài Juan không thể bắt được chúng. Tôi nghi ngờ hành động của chúng tôi đã bị họ biết trước. Có liên lạc với người nằm vùng của chúng ta không? Mình đã thử nhiều cách nhưng vẫn không tìm được anh ấy. Gì? Tiến hành, được. Anh Lôi, chúng ta cứ để chị dâu ở trong tù ư? Không cần quan tâm cô ấy. Cô ấy luôn theo tôi, chết trong đó có khi còn tốt hơn. Nhưng em sợ chị ấy khai ra chúng ta. Tại sao mày ngu thế? Mạng của Tiểu Kỳ là do tao cứu. Làm sao cô ấy có thể làm lộ ra tao chứ? Việc hồi nãy xử lý cho sạch sẽ chút, không có vấn đề gì. Càng làm càng giống thật. Màu hơi sai một chút. Có điều gì đó không ổn với mắt bạn. Các ngươi làm gì thế? Cảnh sát điều tra, vào cuộc. Được rồi. Có cảnh sát, đứng lên. Vẫn còn không chịu đi à? Muốn chờ bị bắt hả? Tình hình thế nào rồi? Không nhiều người. Ra ngoài. Muốn sống thì theo tôi. Bạn đang làm gì thế? Đi trước đi, tôi sẽ giúp cậu lấy không, nó. Tôi sẽ tự lấy nó. Bạn thực sự béo. Việc khó để tôi lo. Hãy đưa nó cho tôi. Không. Để tôi lấy nó. Bạn đang làm gì? Làm trò mèo gì vậy? Tôi không làm trò. Ý tôi là để giúp bạn. Đừng giả vờ với tôi nữa. Được rồi. Có lòng tốt mà không được báo đáp. Cậu tự mình giữ đi. Đi chết đi. Bạn đang làm gì thế? Cậu điên rồi, đã bảo để tôi giúp cậu giữ rồi. Hà cớ phải vậy? Nói tôi chết, thế bây giờ ai mới là người chết? Yeah.
Đội trưởng Dương, hôm nay bạn đã làm rất tốt. Ngồi xuống đi. Cảm ơn. Đội trưởng Dương, vụ án này là sao vậy? Tôi vừa thẩm vấn xong tên tù nhân đó. Bạn có thể gửi báo cáo bằng văn bản về vấn đề này vào buổi. Không cần phải vội vàng viết báo cáo. Báo cáo miệng trước đi. Tôi nghĩ có điều gì đó hơn thế trong vụ này. Bởi vì khi tôi nói với anh ấy, tiền buôn ma túy là tiền giả. Biểu cảm của anh ấy có vẻ giả tạo. Phân tích của bạn có ý nghĩa. Theo thông tin tôi vừa nhận được từ Interpol, họ dùng tiền giả in ở nước ngoài để mua ma túy. Interpol đã yêu cầu chúng tôi hợp tác giữa Bộ Công an và Cảnh sát Hồng Kông, tiêu diệt hoàn toàn tổ chức này. Vụ án này dựa vào bạn cả. Tôi hy vọng bạn sẽ không làm tôi thất vọng. Vâng, đội trưởng. Hoạt động chung giữa Trung Quốc, Hồng Kông và Philippines này thực sự giống vậy. Theo khảo sát, những kẻ buôn bán ma túy ở Philippines sử dụng nhân dân tệ giả để bán thuốc trong biên giới của chúng tôi. Sau đó nó sẽ được chuyển đến Hồng Kông để giao dịch. Với chúng ta mà nói, đó là một phương thức phạm tội mới. Theo khảo sát của chúng tôi, nó chắc chắn đã được thực hiện bởi một nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy chúng ta phải hợp tác trung thành. Vậy bạn có kế hoạch gì không? Chúng tôi bắt được một cô gái Hồng Kông bị nghi buôn bán ma túy. Cô ta tên Vũ Vĩnh Kỳ. Nhưng cô ấy từ chối nói bất cứ gì. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này từ cô ấy. Còn việc chống lại các nhóm tội phạm là chuyên môn của chúng tôi. Nhưng Philippines là một nơi rất xa lạ đối với tôi. Đừng lo. Đây là đặc vụ ngầm của chúng tôi ở Philippines, thanh tra Lý Định Đường. Anh ấy đã ở đó được 3 năm. Đến lúc đó anh ấy sẽ đón bạn. Anh ấy là người ưu tú của lực lượng cảnh sát của chúng tôi. Anh ấy có cách riêng tìm ra bạn. Đội trưởng Dương, bạn đến Philippines. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn đến phòng giam của Vũ Vĩnh Kỳ. Bạn nên tìm cách làm bạn với cô ấy. Mạnh lên, như gãi ngứa vậy. Dùng lực chút đi, như chưa ăn gì vậy. Cẩn thận chút. Nhanh ném qua đây. Ai đã làm điều này? Anh cẩn thận đấy, chị dâu tôi là đó. Không biết sức mạnh của tôi thế nào. Ngay cả tôi cũng dám khiêu khích. Không biết sức mạnh của tôi thế nào. Có can đảm. Đi 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 đi. Đi đi đừng đánh nhau. Đi đi, đi đi nhanh lên. Chờ đấy. Có ai đó đến gặp bạn. Đã bao ngày anh không đến thăm em, hãy cẩn thận. Lần này tôi sẽ không lộn xộn nữa, tôi sẽ thay đổi. Tại đây. Đi xuống, cảm ơn qua đây. Bạn là ai? Tiểu Lý. Tiểu Lý. Bạn đồng hành. Các bạn đang làm gì thế? Không sao. Đừng lộn xộn. Tôi là sĩ quan Lý Định Đường. Bạn chính là người mà họ nói là tinh hoa đó. Phải. Tôi vẫn là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Trông không giống lắm phải không? Hồng Kông của chúng tôi, các nữ cảnh sát đều giống như đàn ông. Không ngờ trên đó lại cử xuống một cảnh sát nữ xinh đẹp. Đừng nói chuyện vớ vẩn với tôi nữa. Đầu tiên hãy cho tôi biết kế hoạch của bạn. Sao phải vội thế chứ? Trước tiên hãy để tôi giải thích rõ ràng mối quan hệ của chúng ta. Quan hệ anh em. Sai. Quan hệ vợ chồng. Đến đây nào vợ, cho anh hôn cái nào. Muốn chiếm dụng tôi hả? Có biết ở đồn công an mọi người đều gọi tôi là ma thấy thương không? Ma thấy thương thì sao chứ? Bạn đã kết bạn với người mục tiêu chưa? Tôi mới ở đây được vài ngày, làm sao có thể nhanh như vậy? Thế thì bạn chưa làm gì cả. Quên đi, tôi tha thứ cho sự lười biếng và kém cỏi của bạn. Được rồi, đã đến lúc. Thời gian đến rồi. Lần sau lại đến thăm cô. Nhìn đằng kia.
Đừng lười biếng. Tạm biệt. Hãy đến gặp tôi sớm. Chúng tôi là cảnh sát, đã ra lệnh tìm kiếm địa điểm này. Người đàn ông ở bên nhớ bên trái, giữa trạm nhân viên. Tôi là quản lý ở đây, bạn đang tìm kiếm cái gì, quản lý cũng qua đây. Bạn đang làm gì thế? Qua đây. Không ai được phép di chuyển. Tên khốn, đừng tới đây. Bạn muốn làm gì? Bạn đang muốn giết tôi à? Muốn giết thì đến đây, hành động đi. Đến đi, đi chết đi. Là đồ tốt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cử nhiều người đến kiểm tra chỗ tôi thế này. Đây là bằng chứng. Có lời giải thích nào không? Thứ đó là của tôi. Chuyện này không liên quan tới ông chủ. Xin lỗi ông chủ. A Minh, tôi đã dạy cậu điều gì? Cậu ra tù không còn ai cần cậu nữa. Là tôi cho cậu công việc để làm. Cậu đã hứa sẽ không phạm lỗi nữa. Không đủ tiền thì có thể nói với tôi. Cậu bị bắt lần nữa, người nhà cậu phải làm sao đây? Xin lỗi ông chủ. Tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã không dạy dỗ cậu ấy. Đừng giả vờ với tôi nữa. Bạn sẽ không thể trốn thoát dù sớm hay tôi nhất định sẽ để mắt tới bạn. Xem bạn đắc ý được bao lâu. Đem hắn ta đi. Rõ. Rút lui, đi. Đi. Không sao đâu, không sao đâu. Mời mọi người dùng bữa nhé. Không sao đâu, không sao đâu. Đi tắm đi. Cho tôi một điếu thuốc. Thôi nào. Cứ chờ xem. Thật sự. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Tránh sang một bên được không? Đến giờ ngủ rồi. Ăn đêm. Oh!
Cảm ơn. Nhanh. Nhanh lên. Sao nhiều người thế? Không biết. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Quản ngục đã chấp nhận cho các đôi tình nhân gặp gỡ. Là ngày tình nhân, không ngờ có nhiều người đến vậy. Vợ ơi, anh đến đây. Nhanh lên. Tiểu Thất, bạn trai của em có đến gặp em không? Không biết. Vợ, cái này tặng em. Hoa hơi héo rồi, nhưng nó rất hợp với em. Tôi không cần. Chị Thanh, ai đây? Tôi là chồng cô ấy, Tiểu Lý. Xưng hô thế nào đây? Tên tôi là Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, gặp cô bé đó là đầu óc tôi quay cuồng. Không làm phiền mọi người nói chuyện nữa. Tôi đi dạo bên ngoài. Được. Khá đẹp đấy. Thật đáng tiếc khi bị nhốt ở đây. Bớt nói nhảm. Bước tiếp theo là gì? Biết tôi là ai không? Tôi biết, nhưng nói chuyện qua điện thoại thì không tiện. Cách cũ. Hãy đến nhà tôi vào buổi tối. Tôi sẽ đưa con gái tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi chưa ăn. Tôi sẽ nấu ăn cho bạn khi bạn đến. Không sao đâu, cứ yêu cầu vợ bạn làm việc đó. Tôi sẽ không ăn những gì bạn nấu. Mỗi lần anh cần gặp người này, đều đẩy em về nhà bố mẹ. Người này em gặp thật sự không tiện. Anh ta bây giờ là một đặc vụ ngầm. Thà để bạn ra ngoài hẹn hò. Chồng, cầu xin đấy. Vợ ơi, đừng làm điều này. Nếu tôi không trở thành cảnh sát và giúp bố bạn kinh doanh thì sao? Bạn hạnh phúc, tôi không hạnh phúc. Bé ngoan, mẹ đi lấy chút đồ. Con ở đây đợi mẹ nhé. Mẹ quay lại nhanh thôi. Đặt súng xuống. Mục đích của bạn là giết tôi. Đừng làm những việc không cần thiết.
đứa nhỏ còn chưa biết nói. Tha cho cô ấy đi. Bé ngoan, đừng sợ. Không sao đâu. Làm thế nào bạn có thể làm điều đó mà không có tôi? Bạn đã quét sạch chưa? Không còn nữa, chưa xong. Hôi quá, là ai đã ném vậy? Bạn đến đây làm gì? Đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Tiểu Kỳ, đến đây. Nào, uống đi, nhanh lên. Uống vào thật sự không sao chứ? Không sao đâu nếu bạn cảm thấy hơi buồn nôn sau khi uống nó. Nhanh lên. Tiểu tử, đừng giết ta. Bạn nói gì? Không. Uống nhanh. Săn tốt, tên khốn đó. Trộm một chiếc xe tồi tàn cho tôi. Các cậu còn nằm đấy, nhanh lên. Bạn đã uống gì? Đừng nói nhảm nữa, thay quần áo nhanh chóng. Đến đây, tôi sẽ giúp bạn đi. Đi nhanh, được. Đồ khốn, đã nói là không sao mà. Bây giờ tôi gần như phun ra mật. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi quên bảo bạn thêm nước. Cảnh sát đang đến, đi thôi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Đến lúc đó rồi nói. Chị Thanh, tại sao bạn không đợi tôi? Bạn đi đâu? Bây giờ tôi không thể nói rõ ràng được. Tôi chỉ là nhân tiện cứu bạn ra ngoài. Từ nay X sẽ qua sông. Mỗi người tự đi con đường chăm sóc tốt bản thân. Vợ ơi, đi thôi. Hay mọi người cùng tôi về nhà trốn một lúc nhé. Xe hộ tống đạp nông rẽ vào đường này. Chúng tôi cho nổ xe bằng chất nổ. Khi thời cơ đến, lao về phía trước và giết hết cảnh sát. Tự tôi sẽ cứu đạp nông. Vĩ ca, tự anh cứu người là quá nguy hiểm. Chỉ dựa vào lũ ngốc các người có thể khiến ta yên tâm chắc. Chúng ta chỉ có thể thành công. Nếu không đạp nông sẽ làm lộ hết chúng ta. Vậy thì toi đời, anh Vĩ. Chị dâu đã trở lại. À Vĩ. Tiểu Kỳ, sao em lại ra ngoài được? Để em giới thiệu chị Thanh Tiểu Lý, là họ đã cứu em ra. Chút chuyện nhỏ thôi. Tôi biết bạn, Đồ Marco. Lần trước tôi đã đưa tiền cho bạn nhưng bạn không mang gái đến trả tiền lại đây. Điều chỉnh thì làm gì được hoàn tiền. Bỏ tay ra. Bỏ ra.
đừng đánh nhau nữa. Sao sao? Dừng lại, được rồi, thế là đủ rồi. Bạn có kỹ năng tốt. Đều là lũ ngu ngốc, cút ra khỏi đây. Vợ ra khỏi đây, người ta không chào đón chúng ta, đi nào. Chị Thanh, đừng đi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đúng đấy, nam tử hán đại trưởng phu đừng có nhỏ mọn vậy. Nghe coi anh ta nói gì đã. Ừ, chúng ta vào chơi thì tùy bạn, xin mời. Anh Lý trông không giống người bản địa lắm. Tôi đến từ Hồng Kông. Kiếm tiền ở đâu? Làm tự do. Làm Marco tự do. Đúng, chứ không lẽ giống anh. Tiền giấy ít quá ít, lại bị sếp cắn. Bị cắn rồi vẫn phải cười. Cười xong lắc mông ba lần. Nó trông như thế nào? Thật là một kẻ ngu ngốc. Đừng làm họ vui. Nhân tiện, kế hoạch của bạn là gì? Tiếp tục chạy trốn. Bạn có thể chạy đi đâu? Ngoài kia ồn ào quá. Như vậy đi, bạn và Tiểu Kỳ đến biệt thự của tôi và chú ẩn một lúc. Bạn nghĩ sao? Được, có việc này. A Vĩ, anh phải đến gặp em, được không? Con bé ngốc này, có thời gian tất nhiên sẽ đến thăm em. Nghe lời. Cảm ơn. A Cường, đó là anh Vĩ. Đi kiểm tra chúng. Nếu không có vấn đề gì, tôi có việc cần sắp xếp cho họ làm. Vâng. Các cậu tự xử lý đi, tôi đi trước. Cảm ơn. Lần đầu tôi gặp A Vĩ, tôi sống ở đây. Là một ngôi nhà cũ nát à? Miễn cưỡng thì vẫn có thể ở được. Tôi sẽ đưa bạn vào phòng. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Khóa cửa. Tối nay hai người sẽ ngủ ở đây. Hẹn gặp bạn vào ngày mai. Kế hoạch bước đầu tiên. Vách ngăn có tai, cẩn thận có người nghe lén. Chiếc giường này lớn quá. Vợ ơi, ngủ thôi, đi nào. Họ đang làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Không có gì. Văn Văn, có thôi đi chưa? Bạn đủ nhưng tôi không đủ. Tốt hơn rồi. Các bạn đại học đã trở nên ngoan ngoãn rồi, cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Đừng chỉ vì thấy tiền mà mở mắt nhé. Họ làm gì có dễ dàng như vậy đâu. Vâng vợ ơi, em nói đúng đấy. Lão đại của các người cần gái, tôi sớm đã không làm nghề này nữa rồi. Đem về đi. Tiểu tử, anh Vĩ muốn cậu làm một việc. Số tiền này là tiền đặt cọc. Thật hào phóng. Sếp của bạn muốn tôi làm cái quái gì vậy? Cứu một người ra. Tại sao bạn muốn tôi làm điều đó? Đừng nhiều lời. Muốn có tiền thì phải làm việc. Nếu bạn không nói rõ, chúng tôi sẽ không làm điều đó cho anh ta. Nhìn xem vợ tôi yêu tôi biết bao. Bạn. Ý gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, đừng chĩa súng vào vợ tôi. Tôi là một người đàn ông trưởng thành. Muốn giết thì giết tôi trước.
đừng căng thẳng vậy chứ. Tôi đùa thôi mà, đừng căng thẳng. Đại ca, tất cả đều nghe theo anh. Cho tôi biết rõ về kế hoạch. Cảnh sát sẽ hộ tống Đạp Nông tiên sinh ra tòa vào 9 giờ sáng. Đến lúc đó hãy chặn chúng lại. Không được, cảnh sát nhất định có trang bị đạn. Tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của mình vì một con thú. Làm việc phải động não chút. Hãy để tôi nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Cái đĩa to quá. Phiên tòa sắp bắt đầu. Đừng đến, đứng lại và đừng bước tới. Nguy hiểm, xin hãy lùi lại. Xin vui lòng hợp tác. Ở đâu? Bên trong. Thưa thẩm phán, cảnh sát đã bắt giữ hai bị cáo tại hiện trường vụ án. Một lượng lớn ma túy cũng được tìm thấy tại hiện trường. Họ cũng bắt giữ những người có súng tại hiện trường. Bằng chứng rõ ràng. Tôi phản đối. Thưa thẩm phán, hai đương sự của tôi vào thời điểm xảy ra vụ việc vừa hay đang dùng bữa tại nhà hàng trong xe. Không có bằng chứng nào cả. Những loại thuốc đó thuộc về họ. Thưa thẩm phán, có chuyện gì vậy? Có người báo có bom trong phòng xử án. Phiên tòa tạm hoãn vì hoàn cảnh đặc biệt. Mọi người rời đi ngay lập tức. Tạm giữ tù nhân. Rõ. Xin mọi người hãy bình tĩnh, rời khỏi tòa án. Chúng ta có lý do để tin những kẻ khủng bố đã đặt bom vào tòa nhà này. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Khủng bố. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ các bạn đã đến. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chúng tôi nhận được thông tin đầu tiên. Chúng tôi cũng đã báo cho đồn cảnh sát. Bạn qua đây. Bạn định đem họ đi đâu? Tôi sẽ kiểm tra nhà vệ sinh. Không, mọi người cần phải rời khỏi tòa nhà này. Vậy thì tôi nên đưa họ đi đâu? Đây là vấn đề của bạn. Không liên quan đến tôi. Cái này, làm thế nào để làm nó? Không chỉ là một quả bom, thông báo với họ rằng tất cả ô tô đều đã bị họ là những người tái phạm. Tôi nên làm gì? Sử dụng xe của chúng tôi để đảm bảo an toàn. Cảm ơn. Đi nào. Thông báo cho tài xế của chúng tôi để di chuyển mọi thứ xuống. Sử dụng xe của chúng tôi để vận chuyển tù nhân. Đúng. Đội phá bom, tháo dụng cụ phá bom. Chúng ta cần giúp đỡ tòa án. Đem hai tên tù nhân đi. Vĩ à, cảm ơn nhé. Cảm ơn bạn lần này. Tôi tưởng đời này sẽ không ra được nữa. Vâng, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn thật là khôn ngoan và dũng cảm. Nếu lần này không có anh, tôi không biết mình sẽ ở tù bao lâu. Đây là vợ tôi. Ông Đạp, tôi sẽ tìm một nơi an toàn cho ngài trước. Tôi sẽ sắp xếp để bạn trở về Thái Lan khi tin tức bớt nghiêm trọng hơn. Bạn không cần phải lo lắng. Tốt, A Lương. Đưa ông Đạp Nông về. Vâng. Xin mời. Tốt. Tôi đi đây. Được rồi, tạm biệt. Lần này các bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn các bạn. Họ có ổn không? Họ có đáng tin cậy không? Điều đó không quan trọng. Tôi không nói với họ bất cứ điều gì. Họ sẽ không giở trò được đâu. Đừng lo. Đừng đi loanh quanh trước mặt tôi, làm tôi choáng váng. Đã rất nhiều ngày kể từ khi tôi đến đây, ngồi ở nơi này mỗi ngày.
Chán quá, nghẹt thở chết mất. Nơi ăn trốn ở này, có gì chán thế? Hãy coi nó như một kỳ nghỉ. Tuyệt vời. Chị Thanh, chúng ta đi bơi đi. Thôi, em tự đi đi. Không phải chị bảo chán sao? Đi bơi. Thể hiện kiểu bơi chó của bạn đi, không phải việc của bạn. Tôi sẽ không bơi nữa, bạn đi bơi. Thôi vậy, cô ấy không dám bơi đâu. Năm ngoái lúc phá thai bụng đã có vết rạn. Cô ấy không dám để lộ ra đâu. Bạn thì khác. Miệng của bạn không thể nhổ ra ngà voi. Bạn cũng thế mà. Miệng bạn cũng đầy răng, sao lại không mọc ra ngà voi được? Có thể mọc ra ngà voi là kiếm bộ đồ đáng ghét. Đừng chạy. Dừng lại cho tôi. Còn dám chạy. Dừng lại. Có gan thì đừng chạy. Được rồi, tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng. Đánh đi. Tôi sẽ đánh chết bạn. Bây giờ bạn, tôi đánh đủ rồi. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói với tôi trong tương lai. Tiểu Kỳ có dáng người rất đẹp. Suốt ngày chỉ ngắm gái. Hãy nhanh chóng nghĩ cách điều tra vụ án. Vội gì chứ? Ở đây nắng đẹp thế này, lại có gái để ngắm. Tốt nhất là bạn nên tận hưởng nó. Có phải tất cả nam cảnh sát ở Hồng Kông đều giống bạn không? Việc thì không vội xử lý, nằm như bùn. Thế nữ cảnh sát đều giống bạn à? Làm việc vội vã, vội ăn tiệc hả? Tôi quá lười để tranh luận với bạn. Tôi cũng không muốn cãi nhau với bạn. Dùng một số kỹ năng phân tích được không? Bạn không thấy đằng sau A Vĩ còn có một ông chủ lớn à? Vậy nếu có thì sao? Muốn đánh thì đánh với hổ lớn. Bây giờ chúng ta phải đợi hổ ra khỏi núi rồi mới hành động. Nếu điều này tiếp diễn, những tờ tiền giả tiếp tục được lưu hành sẽ phá hủy nền kinh tế nước ta. Kinh tế, bạn hiểu không? Nước lạnh quá, tôi sẽ vào trước. Được rồi. Tôi rồi, vừa rồi Tiểu Kỳ nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Bị nghe thấy là gặp rắc rối đấy. Không cần phải quá lo lắng. Ok, tôi biết. Anh Vĩ, đến rồi. Tiểu Kỳ, em về phòng trước. Vậy tôi sẽ về phòng trước. Hai vợ chồng các cậu có chút bản lĩnh đấy. Làm tốt lắm Tiểu Lý. Tôi báo cho bạn một tin tốt. Sếp lớn của chúng tôi đánh giá cao bạn. Đều là nhờ anh Vĩ cho tôi cơ hội. Anh Vĩ, đừng khen tôi sẽ trở nên kiêu ngạo mất. Tôi sẽ cậu thêm một cơ hội thể hiện để cậu kiêu ngạo thêm lần nữa. Việc tôi cần cậu làm, thành công hay thất bại đều dựa vào cậu cả. Dựa vào tôi.
bây giờ đến báo cáo đặc biệt. Vào sáng sớm đã xảy ra vụ nổ súng ở khu phố đông đúc. Cảnh sát đã xác nhận người bị bắn là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, thiếu tá Santos. Theo phán quyết sơ bộ của cơ quan công an, vụ nổ súng này là một tội ác được tính toán trước. Thiếu tá Santos, sau 6 giờ nỗ lực cứu hộ của nhân viên cứu thương, cuối cùng chết vì vết thương lúc 8 giờ 30 phút. Cảnh sát rất quan ngại về vụ việc này. Tôi hy vọng các nhân chứng có thể cung cấp manh mối. Thiếu tá Santos, trong suốt cuộc đời của mình, ông là người đứng đầu chính của tổ chức chống ma túy địa phương. Nhiều vụ buôn bán ma túy lớn được giải quyết. Anh ấy là một sĩ quan cảnh sát xuất sắc trong nghề nghiệp của mình. Tiểu Lý, có chuyện gì với bạn vậy? Xin lỗi anh, tôi uống thêm vài ly. Không sao đâu. Nào, qua đây. Cậu ấy à, sẽ là cánh tay phải của tôi. Tiền đô vô lượng, nào. Chúng ta hãy uống. Ok, chúc mừng. Cảm ơn anh Vĩ. Tiểu Lý, cậu giỏi thật đấy. Người của tôi đã không thể làm được điều đó nhiều lần, vậy mà cậu làm được mọi thứ. Đập vỡ cục tạ trong mắt. Làm tốt lắm. Đây là thứ mà ông chủ của tôi đã đưa cho bạn. Mau nhận lấy. Yên tâm đi, đây là tiền thật. Rất vui. Lần này công lao thuộc về tất cả mọi người. Số tiền này mọi người chia đều. Không. Bạn đã bắn Santos trước. Bạn xứng đáng. Vâng, đúng vậy. Santos, tôi đã bắn anh ta. Anh em thân mến, công lao lần này thuộc về tất cả mọi người. Hãy để mọi người sử dụng số tiền này. Duo. Cảm ơn. Nhìn xem Tiểu Lý có ổn không? Không tồi. Tôi chỉ sợ anh ấy quá thông minh. Xin lỗi, Tiểu Lý, anh ấy uống nhiều quá. Tôi sẽ đỡ anh ấy về phòng nghỉ ngơi trước. Của tôi, của tôi. Của tôi. Tôi đến đây, đến đây. Tiểu Lý cậu. Đừng quá đau buồn như thế. Anh ấy là bạn tôi. Ông chủ chỉ muốn gặp anh ấy. Bạn có thể đi ngay bây giờ. Ông chủ đã nói chuyện xong với anh ta. Chúng tôi sẽ cho người tiễn anh ta. Đi thôi. Cuối năm 1992, bạn đã giết người cho ông chủ của mình ở Hồng Kông và trốn ở Philippines, mua thẻ căn cước Philippines. Khi tôi mới đến đây, câu lạc bộ của bạn đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Cuộc sống không tệ. Sau đó, ông chủ của bạn nên không gửi tiền cho bạn được nữa. Sau đó bạn tới khu phố tàu và chạy vòng quanh, làm một số công việc kinh doanh nhỏ. Bạn sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. 1994, xây dựng mối liên hệ với người Nhật để bán thuốc. Bị bắt hai lần.
ở tù hơn một năm. Lần này nhờ vợ mang ma túy tới, suýt nữa hại cô ấy. May mắn là bản thân có thể xử lý ổn thỏa. Bạn có năng lực, nhưng bạn không thể kinh doanh lớn, không may mắn. Nhìn ra ngoài. Những nơi bạn nhìn thấy, sau này đều sẽ là của tôi. Nếu bạn theo tôi, bạn chắc chắn sẽ gặp may mắn. Anh Vĩ, Tiểu Lý, lại đây. Đúng. Bạn quay trở lại rồi, chồng. Hãy cẩn thận. Sao rồi? Bạn có mệt không? Có gì. Uống một ít nước đường, chúng ta nấu chút đồ ngọt và cùng ăn đi. Tôi không muốn ăn. Anh Vĩ, bọn em lên trước. Cậu qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Vừa rồi ông chủ đưa cậu đi đâu thế? Tôi không biết. Xe đi đến đâu thì đến. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Anh Vĩ, đừng nóng. Ăn tráng miệng trước. Ăn, ăn sao 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 sao? Sao lại động thủ đánh người rồi? Bởi vì tôi muốn đánh ai đó. Câm miệng. Nếu không tôi cũng sẽ đánh bạn. Bạn. Dừng lại, tôi vẫn chưa nói xong. Tôi rất mệt và muốn về phòng. Đừng di chuyển. Dừng lại. Làm gì vậy? Sao lại tự đánh người của mình? Tôi sẽ đánh bất cứ ai gây rối với tôi. Đặt súng xuống trước. Bạn ổn chứ? Không sao, bạn ổn chứ? Một chút vết thương ngoài da. Các cậu lên thay quần áo trước đi. Ông chủ ra lệnh. Tôi muốn đưa bạn đi gặp một người bạn. Được. Đi nào. Tôi không muốn thấy bạn. Về phòng đi. Tại sao bạn lại tức giận như vậy? Thả lỏng chút. Họ ăn và sống nhờ tôi. Chủ nhân đánh chó là lẽ thường. Bạn căng thẳng gì chứ? Hãy cẩn thận. Tôi e rằng con chó này còn độc ác hơn cả chủ nhân của nó. Ông chủ rất ngưỡng mộ anh ấy. Quyết định ủng hộ anh ấy. Peter Vũ là khách hàng lớn của chúng ta. Lúc nữa gặp anh ấy, hãy nói năng cẩn thận chút. Anh ấy đã đến. Ai đó đang đến. Chào anh Vũ. Xin chào. Sao rồi? Không tệ. Tiểu tử. Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi. Đúng vậy. Đến đây nào. Lần này rắc rối rồi. Tôi bắt được anh chàng này ở Hồng Kông. Nào đến đây. Ngồi. 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 Anh trai cậu không đến à? Không. Chuyện tầm thường như vậy mà anh trai tôi có cần thiết phải tới không? Anh ấy muốn tôi hỏi rõ ràng tại sao hàng vẫn chưa về. Tôi rất xin lỗi. Dạo gần đây thực sự có rất nhiều rắc rối. Cảnh sát luôn theo dõi chúng tôi. Tôi nghĩ hàng sẽ đến sớm. Nào, cụng ly. Cụng ly. Hãy để tôi giới thiệu. Đây là Tiểu Lý. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. Tôi nhớ ra rồi. Tôi cũng nhớ ra rồi. Bạn là cảnh sát đến từ Hồng Kông. Bạn là ai? Đúng. Bạn đưa người đến nhà tôi ở Hồng Kông để lục soát, động tay động chân, thậm chí còn khiến tôi phải trốn sang Philippines. Bây giờ chúng tôi vẫn đang vật lộn. Anh có phải nhầm lẫn gì rồi không? Anh ấy là cảnh sát. Bạn thật là giỏi. Bắt kẻ trộm. Ông Dung, tôi không muốn chơi trò chơi này nữa.
Tiểu Lý, cậu đang làm gì vậy? Peter Vũ, xin chào. Lâu rồi không gặp bạn. Biến đi. Ngoài ra còn có cái không nhận ra ai nữa. Sĩ quan Peter V. Anh đúng là không phải một người bạn. Đến phim mà không thèm nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ đến đó uống vài ly rồi quay lại. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn với Tiêu Lý. Bạn mới có vấn đề ấy. Bạn đã quên ai là người cứu Đạp Nông ra à? Và ai đã giết Santos? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi muốn tìm cơ hội ra ngoài và gọi điện thoại với Hong Kong. Tiểu Lý, anh không quan tâm em làm gì, nhưng tôi muốn cảnh báo bạn, bạn phải cư xử đúng mực. Bây giờ có phải mọi người đều nghe cậu ta rồi? Không có gì, đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Đừng để nó trong lòng. Thôi để anh đưa em về trước. Tôi không muốn về. Tôi muốn uống thêm vài ly. Để cậu ta đi đi. Anh ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ sẽ gặp tên khốn đó ở đây. Một lúc sau anh ta quay lại. Hai người hãy đi cùng anh ấy. Vâng. Đừng lộn xộn. Bạn muốn gì? Bia, vân vân. Bia tới đây. Bao nhiêu? 60 nhân dân tệ. Không cần, ông chủ, để tôi trả. Cảm ơn, uống ngon nhé. Biến đi. Anh em hãy tại sao bạn lại tàn nhẫn như vậy? Bạn ổn chứ? Có chuyện gì với bạn vậy? Ghét. Nhỏ vậy. Bạn nói gì? Tôi đã nói cái đó của anh nhỏ lắm mà. Santos. Ngoan. Kéo khóa lên. Santos, anh chưa chết à? Có ai đó ở ngoài. Hôm đó anh mang người đến giết tôi. May mắn thay tôi đã nghe thấy nó. Tôi lập tức mặc áo chống đạn vào. Vẫn bị thương 6 xương sườn. Ngoài ra, tôi còn bị đánh vào vai. Bị thương rất nặng. Bạn đã chuẩn bị rồi. Thật tuyệt vời. Mọi chuyện thế nào rồi? Vết thương vẫn chưa lành. Bạn làm việc rất chăm chỉ. Đừng giả vờ đáng thương nữa. Không ai thông cảm. Cậu đi, thử kêu người bắn vài phát coi. Kêu tôi giả vờ đáng thương nữa chứ. Santos, anh đã sắp xếp chuyện xảy ra ở hộp đêm hôm nay. Tất nhiên rồi. May mà bạn không vứt bỏ cái này. Nếu không thì tôi đã không nghe được và thật tệ. Tôi còn tưởng bạn đã chết và để lại làm kỷ niệm đấy. Những gì bạn nói thật kinh tởm. Mọi người nghĩ chúng ta là gay. Được rồi, tôi bị thương nặng lắm. Làm ơn đừng. Nếu bạn đánh tôi lần nữa tôi sẽ chết. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào công việc. Gần đây có tin gì mới không? Tôi đã gặp ông chủ của họ rồi. Anh ấy đánh giá cao tôi. Tên của anh ấy là tôi không gì? Biết. Tôi sẽ nghĩ cách gặp thêm lần nữa. Tôi sẽ cho bạn xem bức ảnh. Bạn phải cẩn thận đấy. A Vĩ đã nghi ngờ rồi. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tôi đi trước đây. Có hai con chó đang nhìn chằm chằm vào tôi bên ngoài. Được. Bụng tôi hơi đau một chút. Bạn đi trước đi. Được. Anh Lý, sao lâu vậy? Anh không sao chứ? Anh Lý, không sao đâu. Đi thôi.
À Vĩ đâu? Anh ấy đang chơi piano ở bên trong. Bạn ở đây để làm gì? Muốn liên lụy tôi à? Bạn là tội phạm đang bị truy nã. Tôi có chuyện muốn bàn với bạn. Có chuyện gì nói đi. Tôi muốn quay lại Hồng Kông. Bạn sẽ bị bắt nếu bạn đi ra ngoài. Tôi xin bạn. Sự khác biệt giữa việc tôi ở lại đây và việc vào tù là gì? Nếu điều này tiếp diễn, tôi sắp phát điên rồi. Đứa trẻ ngốc, không phải là tôi không nghĩ cho cậu. Hãy ngồi xuống trước. Xin hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Tôi sẽ đưa bạn trở lại sau vài ngày nữa. À Vĩ, bạn không cần phải nói gì cả. Tôi hiểu. Tôi thực sự có rất nhiều việc phải làm. Tôi không có thời gian đi cùng bạn. Xin lỗi. Hãy ngoan ngoãn và quay lại trước. À Vĩ, tại sao chúng ta không đi cùng nhau? Đi đâu chứ? Tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền. Nếu chúng ta tiết kiệm một chút, đã đủ chúng ta sống một đời rồi. Nếu bạn không nhanh chóng rời đi, tôi sợ tôi sẽ bị bắt lại. Thế thì bạn trách tôi. Lần trước chỉ là tai nạn thôi. Không, không phải. Nếu nó kéo dài thêm nữa, chúng ta không có cơ hội rời đi. Bạn biết gì? Không, tôi không biết gì cả. Tôi thực sự không có gì. Nói đi. Sao, sao, sao? Bạn có muốn nói hay không? Tôi không có ý kiến. Không, Tiểu Lý bọn họ là cảnh sát. Sao bây giờ mới nói với tôi? Ông chủ yêu cầu bạn đưa vợ chồng Tiểu Lý về trại căn cứ. Đưa họ về căn cứ. Tại sao? Tôi có cần giải thích chỉ dẫn của sếp cho bạn không? Ra khỏi đây. Tiểu Đường, tôi muốn cậu làm một việc. Sau một tiếng, công an chặn đường 16. Sau khi tôi đến, hãy giết tất cả những người trong xe theo sau tôi. Anh yên tâm, tôi làm việc chưa từng để anh thất vọng. Xử lý sạch sẽ chút. Sao vẫn còn chưa ra ngoài? Lão Tổ, một lát nữa tôi cùng Tiểu Lý ra ngoài. Anh hãy xử lý Tiểu Kỳ. Không cần nhiều lời với tôi. Hãy làm những gì tôi bảo bạn làm. Tôi hiểu. Nhanh lên. Tiểu Lý, hai vợ chồng cậu ngồi xe kia theo sau tôi. Apple, nói với họ đi. Vâng. Lái xe. Dừng xe. Dừng xe. Anh Lý, làm sao đây? Đừng căng thẳng. Tất cả xuống xe. Xuống xe, giơ tay lên.
qua đây, đi tới đó. Tử tế chút được không? Bạn ơi, mông bạn đẹp quá. Sĩ quan, có gì tử tế chút, đứng vững rồi. Tên bạn là gì? Đứng tên rồi. A Vũ, bạn đi đâu? Cô Dương, tôi rất xin lỗi. Lần đầu tiên bạn đến Philippines, nếu tiếp đãi không chu đáo xin đừng trách. Không có gì. Tại sao bạn ở đây? Đồn cảnh sát này đã sắp xếp để giết bạn. Danh tính của bạn đã bị lộ. Thế thì kế hoạch của chúng ta coi như thất bại rồi. Ép tên lái xe phải khai ra căn cứ của anh ta. A Vĩ đã phạm sai lầm trong một số việc anh ta. Anh ấy sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của bạn, càng sẽ không dám nói ra các bạn là một. Tiếp tục tiến hành. Bạn có can đảm không? Bạn có dám đi không? Có gì phải sợ? Sẽ chết. Phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Nếu không tài xế sẽ nghi ngờ bạn. Tôi dắt người trốn vào cốp xe, đi cùng bạn. Được rồi, dù sao thì tôi cũng có người đi cùng đến chết. Bạn có chắc A Vĩ sẽ không vạch trần chúng tôi không? Tôi chỉ đang đoán thôi. Đoán. Hãy chờ gặp luật sư của tôi. Muốn tìm cứ tìm, muốn thả cứ thả. Còn phương pháp hay không? Bỏ đi, lái xe thôi. Lái xe. Mục tiêu đã bị mắc câu, xe đã chạy đi mất rồi. A Vĩ. A Vĩ, xin chào. Anh Vĩ. Hãy cẩn thận. Ông chủ đã tới chưa? Được rồi. Tôi sẽ vào trong và đợi anh ấy. Vợ chồng Tiểu Lý đâu? Họ không đến được. Tôi đã bảo cô gái đó trang điểm từ sớm. Nhất định không nghe. Có vật cản trên đường, tôi e là gặp rắc rối rồi. Tôi nhìn lại họ. Cảnh sát bảo họ ra khỏi xe. Tôi biết có chuyện rồi. Sau đó thì có tiếng nổ súng. Người phụ nữ đó không quan trọng, nhưng Tiểu Lý là một nhân tài, thật đáng tiếc. Bạn có tận mắt chứng kiến điều gì xảy ra với họ không? Tôi không thấy. Tôi sẽ đi xe khác. Vậy thì tôi sẽ không trách bạn. Ông chủ hiểu là tốt rồi. Bảo sao bạn không biết họ đang đi vào. Các ngươi sao lại quay lại rồi? Vừa rồi không phải là những sĩ quan cảnh sát đó có nhiệm vụ. Họ đã nhận nhầm người. Sau khi kiểm tra nhanh thì chúng tôi đã được thả ra. Thật may sau khi được thả ra, tôi nghe thấy tiếng súng từ phía sau. Bên trong có rất nhiều chuyện đấy. Lần này chắc chắn có người phải chịu trách nhiệm. Đừng nói vớ vẩn, thế là đủ rồi. Ông chủ, không sao là tốt rồi, ta đưa các cậu đi tham quan một vòng. Sếp, tôi sẽ đến đây ngay. A Dương, mày làm cái quái gì vậy? Họ đã sống sót trở lại. Cái quái gì vậy? Tôi đang chôn xác ở đây. Làm thế nào họ có thể sống sót trở lại? Bạn đã giết ai?
Hãy để tôi giết tất cả những người ở toa thứ 3. Mọi người trên xe buýt này đã thiệt mạng. Lần này giá hơi đắt. Chết đi. Tôi nói không sai chứ. Đây là kho tiền giả của chúng tôi. Từ tấm bạc đến in ấn. Làm cho tiền giả trở nên cũ kỹ. Tất cả đều được thực hiện ở vùng núi này. Các cậu thoải mái xem đi. Nghe ngài nói có vẻ rất nhẹ nhàng. Phải giống thật mới được. Hãy nhìn đi. Rất rõ ràng. Như thật. Nhân dân tệ vô dụng với tôi. Bạn có đô la Hồng Kông không? Thậm chí còn có đô la Mỹ. Ông chủ, ngài in nhiều như vậy, tiền thật sự không tiêu hết nổi. Tôi không bao giờ sử dụng tiền giả. Qua bên kia ngồi. Ông chủ, những vị khách đặt trước đã đến chưa? Không biết. Tao không quan tâm mày định giở trò mèo gì. Dù sao hãy cẩn thận. Tao sẽ trông chừng mày. Vợ à nói gì vậy? Có hiểu không? Tôi không hiểu. Nhưng anh cứ giám sát chúng tôi mãi. Rắc rối quá đi. Chỉ cần yêu cầu ông chủ bắn chúng tôi. Bắn ai đó? Ai bắn? Tôi thường bắn người ở đây. Tôi nói sếp, lệnh quân như núi. Ai dám trái lệnh sẽ bị bắn. Hãy bảo họ hãy cẩn thận. Đúng vậy, bạn nên cẩn thận. Mọi thứ đáng lẽ phải đến đều đã đến. Tôi rất vui. Lý do tại sao chúng ta có thể thành công? Có hai lý do. Đầu tiên, vì chúng ta đoàn kết. Thứ hai, chúng ta đều là người thành thật. Mọi lúc, tôi rất ngưỡng mộ một người. Ông là Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Khi ông ấy còn bé, đã từng chặt cây anh đào yêu thích của cha mình. Nhưng cha ông ấy lại không trách ông. Vì sao ư? Vì ông ấy rất dũng cảm, hãy chủ động thừa nhận sai lầm. Vì vậy, trung thực là một đức tính tốt. Một người không sợ làm điều gì sai, chỉ sợ không dám nhận sai. Tôi nói có đúng không, A Vĩ? Sếp, những gì anh nói tất nhiên là đúng. Tôi suýt quên giới thiệu. Đây là kẻ phản bội đến từ Hoa Kỳ. Đây là người bạn tốt của tôi đến từ Hồng Kông, ông Ngô. Em trai tôi đâu? Làm người tốt thì không muốn, lại cứ phải làm đặc vụ ngầm. Nó sẽ kết thúc tốt đẹp chứ. Em trai tôi đâu? Đợi đã, ông Ngô. Bản thân tôi là một người lính. Tôi sẽ dùng luật quân sự để giải quyết cả hai. Santos chết tiệt, cậu đâu rồi? Tên tiểu này thấy chết không cứu. Tôi có một số thứ muốn hỏi bạn. Bạn có thích tôi một chút không? Xuống địa ngục đi con quỷ điên. Được rồi, chúng ta hãy chết cùng nhau. Bạn có nghĩ rằng sẽ đau đớn nếu bạn bị bắn không? Tôi không biết, đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi sẽ kể cho bạn sau.
Tiểu Lý, lần này cậu thảm rồi. Đừng xảy tay. Tiểu Lý, sao em không chạy nhanh đứng đây chờ chết à? Ông chủ, hãy đi nhanh lên. Mang cho tôi một cái ghế đầu. Cái gì? Mang cho tôi một cái ghế đầu. Không cần bạn, tôi sẽ tự làm điều tốt. Oh.
đủ rồi đấy con đĩ, muốn đánh chết người hả? Tao chỉ muốn đập chết mày thôi. Súng. Chết tiệt. Cậu sao rồi? Tên nhóc cậu chết phương nào rồi? Tôi không lười biếng, cậu không thấy hả? Tôi đang làm việc chăm chỉ. Cậu tưởng tôi đang xem kịch à? Tôi gần như xém chết. Quên đi, hãy để tôi giúp bạn kêu nó ra. Như này đẹp trai quá. Lúc này hai người vẫn đang đùa giỡn. Nói đùa không được sao? Đồ thần kinh. Đừng đi.